chắc các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Fisher nâng cấp một cái đĩa thắng lạ đến từ xứ Mỹ. Cái chiếc Fisher hôm nay là một cái trường phái dọn mà anh em nào cũng muốn tìm hiểu. Một cái bản đồ ẩn chứa cái sức hút mạnh mẽ khi khoét cho mình một cái áo của chiếc quay y ở bên Thái Lan rất là sang chảnh. Hệ thống thắng của chiếc Fisher độ hôm nay còn phản phất nét đẹp độc đáo với một cái chiếc thắng hàng hiệu, một cái hiệp đình đám đến từ Hoa Kỳ. Diện mạo của chiếc Fisher độ hôm nay trông cực kỳ bảnh bao, chỉ được lên đời một cái dự áo của chiếc của Chanel Y chính hãng Honda Thái Lan. Nguyên cái bộ áo này phối cái gam màu phiên bản bánh cầm, chuẩn cái phong cách của chiếc xe nổ Fisher đang thay đổi. Chưa hết, không ít những vị trí dự áo đã còn nhấn nhá bằng phương pháp bọc sợi carbon vô cùng đẳng cấp, giúp cho vị trí lường giữa ốp não tại gác vân đã trở thành một cái điểm nhấn đặc sắc và đầy cái sức hút. Riêng vị trí đường giữa ở bên việc sổ cho mình một cái bộ phận bọc sợi carbon thì chúng ta còn thấy nơi trú ngụ của cái vòng mô viên sườn FSD và trợ lực sườn Holding bạc, một món đồ chơi tối ưu trong quá trình lập phun sáng lửa ở phần động cơ với nguồn lửa mạnh mẽ nhất. Cái món đồ chơi còn lại đem đến cái độ ổn định cho dàn tay lái khi chúng ta di chuyển qua những cái địa hình gồ ghề. Còn chiếc áo của chiếc xe hôm nay rất là giá trị, ngay bờ cổ đã chúng ta trải qua quá trình cắt gọt phục vụ để nâng cấp cái cụm thắng của Rainbow 2614 hàng hiệu. Cái bộ phận cái cụm công tắc này đã được độ lại bằng cái nhạc ốc ban đầu lên cái cụm đã được thay mới bằng ốc titan sắc sảo hơn. Hệ thống thắng trước tận dụng cộng dầu heo có độ S đi kèm ngắt dầu CC để truyền tải cái dầu thắng đến hệ của Fando Philips 2 bit. Đĩa thắng là 220 bên cạnh cái con heo dầu. Nó được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về, sản phẩm bởi thuyền đến từ Rakotec. Nó đặc biệt xịn sò ở chỗ so với những cái dòng đĩa thắng Rakotec xuất hiện trước đây là cái lưỡi đĩa đã được làm từ chất liệu khá đặc biệt. Nó không xảy ra hiện tượng rỉ sét như cái dòng đĩa thắng Rakotec đã từng đến Việt Nam như trước. Cái dàn chân của chiếc xe này đã được nâng cấp phong cách là cam đùm niền linh hoạt, kết hợp giữa cam Nova niền của Excel ASEAN trọng lượng nhẹ. Đi kèm với đó là những điểm nhấn ấn tượng như phát tăng sinh của TL Performance, càng thắng inox và cái cốt của inox. Trong khi cái phần động cơ của chiếc Fisher hôm nay đã có một vài nâng cấp khá tinh tế, được bố trí những chi tiết giá trị về mặt thẩm mỹ như cái nấm lửa của Takawa, ốc nhất của Takawa hay là cái gác chân của Super Cup 75. Với một cái cặp phục Holin bình dầu HO 67 hiện được bổ sung thêm cái chức năng với một cái cặp HPA có thể được điều chỉnh cái độ nhanh nén của lò xo phù hợp nhu cầu của tay chậm của người chủ, tuy tiện lợi và còn có thể tăng thêm cái độ hầm hố của dàn chân. Với cái cặp HA này, nó cứ gắn cái cặp phục HO67 sẽ cần phải cắt gọt phần áo. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nha. Suốt dọn làm người xem mãn nhãn với một cái cặp mâm cực đẹp. Cái chiếc suốt hôm nay không những sổ cho mình dàn chân hiệu suất cao mà có một cái tổng thể khá nịnh mắt, đẹp đến phát hờn, phong cách là Spark Nano. Thứ mà làm chân chúng ta thích thú là cái cặp mâm cực hiếm, một cặp mâm mà chúng ta ít gặp. Cái cụm công tắc siêu đẹp con xe chính là cái cụm của Exeter 110, cái bản 219. Nhưng không có phần nút ở xin, còn có luôn cái nắp mở động cơ khẩn cấp, không khác gì một cái chiếc mô tô phân khối nhỏ. Hiệu năng bốc thắng được tối ưu hóa nhờ cái cụm thắng của Rasboy bình dầu rời. Nó là đời mới nhất, cái phần tai tích hợp luôn cả cái hốc gió, là mình liên tưởng đến cụm con của Donald M. Khi mua cái cụm thắng của nhạc Rasboy, nó còn chu đáo tặng thêm cho người dùng một cái chiếc bình dầu khối trong suốt. Mình đoán không lầm, đây là cái cặp kính trên cái dòng kính chính hãng, cặp kính của Spark Chanel Y. Mẫu kính này được anh em Cameo Exeter cái đời 2005-2004 rất yêu thích, hay những chiếc Jupiter Suede cũng rất ưa chuộng vì tăng cái sự thanh lịch cho xe, hỗ trợ người lái tốt về mặt quan sát. Cái cặp mâm lạ lùng trên chiếc xe Yamaha Suede Jupiter VT7 đã ngừng sức cũng rất lâu. Nếu những cái dòng mâm của Rasboy XR hoặc những kiểu mâm CNC hiện đại ngày nay khi gắn lên cái dòng Suede thì nó cũng cứng cáp thốt được nhiều hơn. Nhưng hệ thống thắng cũng được chăm chút với hệ Rainbow Bridge 2 bit logo lớn để của Kimrax, một cái cặp đôn hoàn hảo về mặt hiệu sức nó ổn định. Còn cái dàn chân sau chiếc xe một vài điểm siết nhỏ bởi cái càng thắng ốc chỉnh của Titan, một cái điểm rất là bật thốt ánh nhìn hơn. Dàn chân sau được nâng cấp cặp phục Rainbow T vàng, một trang phục sản xuất dựa trên tiêu chuẩn của châu Âu, đang làm mưa làm gió của nhà Rainbow. Cặp phục này đang bán mức giá khoảng 4 triệu rưỡi, gắn như jean cho cái dòng Suede Jupiter không cháy cháo. Ngoài ra như món phụ tùng hàng hiệu khác, anh chủ cùng tinh tế trang bị con xe chi tiết titan và inox làm điểm nhấn. Tổng thể chiếc xe rất là chỉnh chu, hoàn mỹ, cứ như chiếc xe này là
chứ đừng cái sự tâm huyết đến từ người chủ quậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.